Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến kênh YouTube Hương Linh. Em đang có mặt tại bãi biển đây, cả nhà có thấy khung cảnh ở đây thật thanh bình không ạ? Thật yên bình. Đó, có chú đang đứng thổi sáo kìa. Đây là một khe suối nhỏ, nước trong vắt. Mọi người khi đi biển bắt được ốc xong sẽ mang lên đây để rửa sạch sẽ và lấy thêm nước ở đây để về ngâm cho ngao nó nhả hết đất đi, ăn sẽ ngon hơn ạ. Em lội qua suối để quay cho cả nhà xem bãi còng còng nha. Buổi sáng còng còng lên để kiếm mồi, mới thấy bóng người nó chạy mất rồi. Có dễ bắt không nhỉ? Đây, trên đây cả nhà có thấy không? Rất là nhiều hang của còng còng nha. Con còng biển nó chạy mất rồi. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cẩm Phả cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Là một ngân hàng nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trong 18 năm qua, chúng tôi đã và đang thực hiện các mục tiêu được Đảng và Nhà nước. Sâu lắm, nó chui sâu lắm. Có con nào đứng gần miệng hang không nhỉ? Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang cung cấp các dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Và tiết kiệm từ có kỳ hạn với số tiền tiết kiệm tối thiểu từ 500 triệu đồng trở lên. 10 tháng 10 2015, em cuốc được một con còng đây, đây cuốc cái hang của nó lên, nó chạy đi rồi. Cái còng nó to lắm, con này con đực nha, con đực thì sẽ có một còng to một còng nhỏ, con cái thì cả hai còng của nó đều nhỏ, nhỏ bằng nhau. Ở đây có một con, nó nằm ngay miệng hang cả nhà, có nhìn thấy không ạ? Đó, em cuốc lên cho cả nhà xem nha. Nếu mà những con nào nó nằm ngay miệng hang thì rất là dễ. Đó, thì có khi đây không phải là hang của nó cho nên nó về nó sẽ không chui được xuống. Ồ, con này con cái mà lại đang có rất nhiều trứng bên trong. Đó, nó ôm trứng ấy. Rất nhiều trứng bên trong. Nên thôi, ta thả nha. Tiếp tục bắt con khác nha. Đây, con này thì nó xuống sâu rồi. Cả nhà thấy không? Đó, sâu thế này. Thử cuốc xem có tới nó không nha. À, được rồi. Con này cũng là con cái. Đó, con cái lại thả nó nha, để cho nó sinh con.
hơi thả nó vậy, đã nó chạy đã. Khi gặp người thì nó sẽ chạy bất kỳ một cái hang nào nó cũng chui vào, nên có những lúc mà hang nó không vừa, hang chật ấy, thì nó bị thò ra, thò hẳn người ra, chứ còn bình thường thì chúng ta nhìn hang của nó ấy không thấy đâu ạ. Chúng ta đi tiếp xem bắt được con gì không nha. Chúng ta tiếp tục đi nha. Trong đây lại có một con còng còng đây, cả nhà thấy không? Đó. Thử đây nha. Con này thì chạy sâu hơn, không bắt được nó đâu. Đấy, cả nhà thấy không? Nếu nó chạy nhanh ấy thì không bắt được nó. Ở đây lại có ốc vô rồi này cả nhà. Ốc vô bên này to này, chúng ta nhặt nha. Đó. Đây là ốc sống nha cả nhà, không phải vỏ đâu. Đã. Ốc sống đấy ạ. Cho vào cái giỏ. Chúng ta đi tiếp nha. Bãi biển thì khá là rộng. Bây giờ biển ít những cái con ngao sò ốc như ngày xưa, đi biển khá là vất vả. Hầu như những cái con ngao sò mà chúng ta ăn, chúng ta mua ở ngoài chợ là do từ ngoài đảo chuyển về, hoặc do nhiều người người ta kết bè người ta nuôi ở dưới biển. Nhưng mà ăn những cái con vật nuôi thì thường không ngon, nó nhạt thịt vì cái thời gian thu hoạch nó nhanh. Đây có một con, con nó chạy, nó không tìm được lối về, nó không tìm được đường về nhà nó này. Cái cào này lợi hại quá, ôi gãy càng của nó rồi. Thường thì chúng ta muốn bắt ốc, chúng ta nên lật những hòn đá. Đó, những hòn đá này hà nó bám nhiều và ở dưới này nó có ốc này. Đó. Đây thì nó chỉ có một con ốc vôi, nhưng nhiều những cái hòn đá này nó sẽ có cả ốc rỗ, ốc nón và ốc đĩa nữa. Đó. Đây là ốc vôi này. Rồi chỉ có một con ốc vôi thôi. Đấy mọi người xem, đi biển có dễ bắt đâu mà nhiều người cứ nghĩ như giống như ngày xưa đi xuống biển vơ bao nhiêu cũng có. Đây ở cái khu gỗ này thì sẽ có một con ốc rỗ này. Đó, ốc rỗ đấy, nhưng mà nó còn nhỏ lắm cho nên là chúng ta thả nó nhá. Bao giờ nó lớn thì nó bắt, thì chúng ta bắt. Chưa chắc là đến lúc chúng ta bắt được, người khác bắt được. Đây, ở đây có một cái càng của con còng. Con cua nhỏ xíu. Đây là do cái lưới đánh cá nó bị
trôi vào đây và con còng nó đi qua, nó vướng cái càng, nó không rút được ra được, bắt buộc nó phải rơi mất cái càng đấy đây. Rớt mất cái càng đấy. Ở dưới suối rất là nhiều vỏ của con ngao chết rất nhiều. Đó. Đấy, toàn vỏ ngao này và những con sống nhờ ấy. Con sống nhờ nhiều lắm. Đó. Nó là một loại tôm nha cả nhà. Ở dưới khe suối này cũng có ngao nha cả nhà. Ngày trước là em đi biển khi mà còn bé đấy, thì em thấy người ta mang xẻng ra, người ta hót cát, hót ở trên bờ. Thì lúc đó cứ nghĩ rằng là người ta hót cát về xây nhà. Lúc đó còn bé mà nên không hiểu người ta xây nhà thì người ta dùng cát gì, cứ tưởng là cát đấy cũng xây được nhà. Thì nó hót thành những đống lớn ở trên bờ ấy. Sau đó thì bên cạnh thì cũng có thấy có vài con ngao, nhưng mà không nghĩ là người ta bắt ngao đâu, mà chỉ nghĩ là người ta hót lên đấy để lúc người ta mang về để người ta xây nhà thôi. Lớn lên rồi thì mới biết rằng hồi đấy hóa ra là người ta đi chào ngao đấy ạ. Người ta đi xúc cát lên để người ta tìm ngao ở dưới khe suối này này. Khe suối này thì từ trước cũng có ngao cũng khá nhiều, cũng có lúc em cào được, nhưng mà về sau nhiều người cào ấy thì bây giờ gần như là nó cũng ít. Vỏ của con bánh dày này, rồi vỏ ngao này, này nó cũng mới chết rồi. Đấy. Suối đấy, lòng suối cũng có ốc voi đi cả nhà nhé. Em bắt được ở dưới suối đấy. Đây, đây là một con sò lông. Cũng bắt ở dưới suối nha. Sò lông ấy, nó có những cái lông dính này, thường thì nó sẽ hay bám dính vào một cái vật gì đó, như có những lúc này có viên xỉ than ấy, xỉ than tổ ong nó cũng bám vào này. Hay là những cái khúc gỗ, nó sẽ bám những cái lông này, khi mà chúng ta rứt ra nó sẽ là bám dính vào đấy mà. Chúng ta rứt lên thì nó sẽ được cái con sò lông như thế này.